Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin hướng dẫn mọi người cách lắp đặt một chiếc máy lọc nước Aqualis không tủ hoàn chỉnh nhé. Thì đối với các máy lọc nước từ 8 đến 11 cấp lọc ấy, thì cách lắp đặt nó đều giống như nhau. Như các bạn đã thấy trên hình là một chiếc máy lọc nước Aqualis mới mà bọn mình bắt đầu khui thùng ra để chuẩn bị hướng dẫn các bạn các bước để lắp đặt. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ lắp đặt cái màng lọc RO. Chúng ta sẽ tháo cái cốc màng RO màu trắng này nằm ngang này ra và cắm cái màng lọc RO số 4 vào. Các bạn lưu ý là khi cắm cái màng số 4 này vào thì phải cắm vào hết xong mới được xoáy nắp vào nhé. Và cái đầu mà có hai cái gioăng đen ấy thì được cắm vào bên trong. Đấy, chúng ta sẽ cắm hết vào và xoáy nắp lại. Bước tiếp theo chúng ta sẽ lắp lõi và cốc lọc 123 vào máy. Chúng ta sẽ tháo bỏ ni lông của ba cốc 123. Và lưu ý là trên các cái lõi 123 này thì nó sẽ có logo của hãng được dập. Logo Aqua được dập ở trên cái thân lõi, kể cả lõi 123 thì đấy mới là hàng chính hãng của bên công ty An Huy nhé. Sau đấy chúng ta sẽ xoáy cốc 123 vào theo thứ tự là từ phải sang trái nhé. Sang bước kế tiếp chúng ta sẽ lắp kết nối bình chứa nước vào máy. Các bạn lưu ý là cái bình chứa nước ấy thì nó có cái van chứa, thì van bình chứa nó có hai loại. Một loại là loại một đầu và hai đầu. Thường thường theo máy hiện tại chúng tôi đang lắp là cái loại hai đầu. Loại hai đầu thì nó có một đầu ngắn và một đầu dài, thì các bạn kết nối dây ấy, bạn kết nối vào đầu ngắn nhé, không kết nối vào đầu dài. Dây sẽ được kết nối từ cái T ở vị trí lõi số 5 ấy, bên trên cái cốc màng RO đấy như trên hình ấy, vào cái đầu ngắn của cái bình chứa nhé. Bình chứa thì ở điều kiện hoạt động bình thường thì chúng ta luôn để cái van này song song với dây giống như trên hình chúng tôi đấy ạ. Bước tiếp theo chúng ta sẽ kết nối cái vòi của máy. Về cái vòi của máy thì chúng ta có thể lắp treo tường, thì bên trong túi phụ kiện nó đã có một cái giá để treo cái vòi này lên tường. Còn chúng ta cũng có thể là lắp lên dưới cái bồn chậu, thì nó có cái lỗ ở cái bồn rửa bát, hoặc là ta khoan một cái lỗ ở bồn rửa bát để ta lắp. Chúng ta sẽ lắp theo thứ tự. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối đường nước thải. Đường nước thải thì chúng ta nâng mấy cái lõi màu xanh lên, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái van như này, nó ghi là chữ là flow 300. Chúng ta chỉ cần cắm cái dây vào nhé. Cắm vào nó sẽ ăn và chúng ta sẽ dẫn ra đường thoát nhà mình. Và kết nối đường nước cấp. Đường nước cấp thì chúng ta sẽ kết nối vào bằng cái ống lớn và vào vị trí cốc số 1. Chúng ta cho vào con ốc nhựa và chúng ta xoáy chắc lại. Phần đầu còn lại thì chúng ta kết nối với nguồn nước giống như trên hình ạ. Có thể là vòi nước, bất kể vị trí nào có cái gen 21 thì chúng ta đều có thể xoáy cái tê chia này vào và kết nối nguồn nước ra nhé. Và trên máy thì nó có một cái công tắc ạ. Cái công tắc này thì nó có tác dụng là khi mà cái nước cấp vào, tức là cái bể nhà mình nó thấp quá, nước nó yếu, máy không hoạt động được ấy, thì ta ấn vào nhé. Còn nếu mà khi mà ta lắp vào, ta mở nước cấp, ta cắm điện mà thấy máy nó hoạt động rồi thì ta không cần quan tâm đến cái công tắc này nhé. Và như vậy là chúng ta đã cơ bản lắp xong một cái máy lọc nước. Và các bạn lưu ý là sau khi lắp xong thì có thể là có một số cái vị trí do vận chuyển thì nó có thể nó rò rỉ nước ra, thì những cái chỗ nào mà nó rò rỉ nước ra ấy, thì chúng ta có thể quấn lại bằng keo và xoáy lại nhé. Và khi máy vừa lắp xong ấy thì nước nó sẽ mở vòi, nó sẽ không có ngay nhé, mà chúng ta sẽ phải đợi tầm 10 đến 15 phút thì nước nó mới có ở trên vòi.
Và nước mới ra ấy, thì nó sẽ có màu đen nhé, nó có màu đen và có rất nhiều bọt, nên là nhiều khi chúng ta mở nước ấy thì sẽ thấy nó giống như nó nổi cái váng lên ấy, nhưng thực tế đấy là do cái bọt khí ở trong trong lõi lọc nhé. Để xử lý cái vấn đề này thì chúng ta sẽ khóa cái vòi chứa lại, tức là cái vòi mình bình thường mới lắp xong ấy chúng ta không dùng, mà chúng ta sẽ đợi cho máy nó đầy cái bình chứa, nó ép đầy tầm 45 phút cho đến nó đầy bình chứa, nó ngắt máy ấy, thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta xả ra từ 3 đến 5 lần, tức là chúng ta xả ra tầm 3 đến 50 lít cho đến khi nào nước nó thật trong thì chúng ta mới sử dụng nhé.